Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay bạn Duy chia sẻ cho các bạn một cái chương trình mua xe với một cái chính sách vô cùng đặc biệt luôn. Và đây là một cái thông tin mà khi mà Duy đăng lên ngày hôm qua, các bạn có rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm và như là inbox cho Duy liên tục luôn. Cái thông điệp mà bên Duy đưa ra trên marketing ha, là mua chiếc xe Mercedes-Benz C-Class với mức trả là 3,6 triệu đồng trên một tháng. Thực ra với cái chương trình này các bạn, nó không phải là mới, bởi vì là cách đây 2 năm trong thời điểm dịch đó, bên Duy đã chạy cái chương trình mua xe C180 với mức giá là 1,8 triệu. Và với khi chương trình nó đăng lên thì trong vòng khoảng tầm 3 tháng thôi là bên Duy đã bán sạch hết những cái chiếc xe C-Class luôn. Và mãi sau, coi như là khoảng vài tháng sau luôn, bạn cũng có nhiều anh chị khách hàng liên hệ với Duy để hỏi lại mua cái chiếc xe C180 thời điểm đó ha. Nhưng mà thời điểm đó thì coi như là tới thời điểm đó là số lượng xe cũng đã bán hết rồi, cũng như không còn chạy chương trình nữa đó. Và mãi đến ngày hôm nay hiểu được cái tình hình khó khăn chung hiện tại bây giờ thì ban lãnh đạo bên Duy quyết định là tiếp tục triển khai cái chương trình giống như trước đây ha, mua chiếc xe C200 Avantgarde này với mức giá là 3,6 triệu đồng một tháng. Rất là hấp dẫn ha các bạn. Đó, còn nếu mà chúng ta mua cái chiếc xe C200 Avantgarde Plus ha thì chúng ta phải trả nhiều hơn là khoảng 7,2 triệu trên một tháng. Và đối với chiếc xe C300 AMG này các bạn, một cái chiếc xe thể thao cực kỳ hấp dẫn luôn. Và Duy nghĩ là các bạn trẻ ha, những cái bạn mà đam mê về công nghệ ha, thể thao cũng như là cảm giác lái, thì chiếc xe C300 này đây là một cái chiếc xe coi như là bên Duy bán được rất là nhiều. Thì với cái chiếc xe này thì các anh chị các bạn chỉ trả là 8,2 triệu đồng trên một tháng ha. Ngoài ra bên Duy còn triển khai cho tất cả những cái dòng GLC 200, bạn GLC 200 Formatic hoặc là GLC 300, cái phiên bản 2022, kể cả chiếc xe GLC 200 Formatic hoặc là GLC 300 AMG phiên bản mà 2023, phiên bản all new này luôn. Thực sự cái chương trình này nó quá là hấp dẫn luôn. Nếu anh chị các bạn quan tâm đến những cái mẫu xe C-Class hoặc là tất cả những cái dòng xe GLC bên Duy, hoặc là cái chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt này, thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.